Chứ em có thử để râu nữa chị, nhưng mà để râu thì nó cũng già xíu, nhưng mà cảm giác nó không phù hợp với môi trường kinh doanh. Sao tự nhiên bữa nay để? Tại hôm qua để ngắn nhưng mà tối ngủ không được á, nôn nao quá. Trời ơi, là coi như ngủ một đêm ngủ không được là coi như râu nó mọc dài ra đó hả? Dạ đúng rồi. Em thích con trai có râu không em? Dạ không. Không hả? Ý là có nhưng mà phải cắt kiểu như là mình phải gọn gàng xíu. Râu cỡ nhiêu thì được? Thì chị không để vuốt như vậy. Em thích mông cong nhưng mà ngực nhỏ nhỏ thôi. Ngực mà cô này cô đâu có thích cơ bắp đâu. Em sẽ đi về đi tập mông. Bạn trai mình mở mặt nạ ra đi cưng. Bây giờ thì cả hai bạn đã vào vị trí của mình rồi nha. Cách nhau có một cái cửa trái tim thôi. Bây giờ hai bạn nói lớn lớn lên cho đối phương cùng nghe được nha. Mời em gái giới thiệu trước. Dạ xin chào chị Cát Tường, chào bạn nam phía bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Hoài Thu. Năm nay em 23 tuổi và em quê ở Gia Lai. Hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm giáo viên ạ. Em dạy ở quận Bình Thạnh ạ. Giáo viên dạy lớp mấy? Dạ giáo viên tiểu học ạ, dạy lớp 4. Giáo viên tiểu học lớp 4. Cô giáo từ Gia Lai vào. Thì em chào chị Cát Tường, em là Nguyễn Phúc Hoàng, thì em sinh 1992, thì em cũng đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, quê gốc em ở Tây Ninh. Làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên bán hàng bên lĩnh vực kinh doanh bất động sản. À, bất động sản. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì giao tiếp với tạo thiện cảm với người khác. Còn điểm yếu của em tính em thiệt thà quá. Gần đây nhất là bị bà chủ trọ lừa lấy hết mấy trăm ngàn gì? Tiền cọc. Bà chủ trọ nào mà chứ ác vậy, lừa mấy trăm ngàn tiền cọc của em vậy? Tại vì người ta kinh doanh không có tâm á chị. Ngoại hình của em bị mấy bạn đồng nghiệp hay là mấy kia nói em trẻ quá nên... Tao nói mình trẻ quá rồi mình làm sao? Chúng chứ em có thử để râu nữa chị. Nhưng mà để râu thì nó cũng già xíu, nhưng mà cảm giác nó không phù hợp với môi trường kinh doanh. Nó không gọn gàng á, khách hàng người ta... À, để râu dài luôn hả? Không, để giống vậy rồi chị. Chứ không có... Sao tự nhiên bữa nay để? Tại hôm qua để ngắn nhưng mà tối ngủ không được á, nôn nao quá. Trời ơi, là coi như ngủ một đêm ngủ không được là coi như râu nó mọc dài ra đó hả? Dạ đúng rồi. Em thích con trai có râu không em? Dạ không. Không hả? Ý là có nhưng mà phải cắt kiểu như là mình phải gọn gàng xíu. Râu cỡ nhiêu thì được? Thì chị không để vuốt như vậy. Kiểu như là vuốt nhìn nó hơi dơ, cái kiểu như là không đàng hoàng lắm. Chút xíu đây em vuốt thử nha. Dạ. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì hiền, hòa đồng, dễ thương với mọi người. Ví dụ gặp người lạ thì mọi người có thể mến em ngay lần đầu. Nhưng mà cái hiền đó thì đôi khi là ưu điểm nhưng mà cũng là cái nhược điểm của em. Quá hiền thì có một số việc thì có hay bỏ qua cho mọi người á, với lại dễ tin người đó. Tình trường thì sao? Em thì nói chung yêu cũng nhiều nhưng mà mối tình chính thức cũng một người rồi chị. Tại yêu vì... cũng nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Dạ, đúng rồi, tại vì em mục tiêu của em là công việc sự nghiệp trước, tình yêu em không có đặt nặng lắm. Nhưng mà đến cái tuổi phải lập gia đình á em... Bây giờ tới tuổi lập gia đình chưa? Em nghĩ khoảng 30 đổ lại là hợp lý chị. Nếu như 31, 32 thì nó cũng hơi chậm một xíu. Ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Nhà ba mẹ hay xem cái chương trình này á, nên em thấy nó cũng thú vị. Thấy mẹ đang xem kiểu mẹ cũng muốn con mau sớm gặp gia đình. Tại vì nhà cũng có hết gia đình hết rồi, còn của mình em. Nên em cũng đăng ký. Đăng ký vừa lòng mẹ? Không phải, với đăng ký cái mình cứ tìm kiếm cơ hội chị, biết đâu. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Trong năm nay hoặc cuối năm hoặc là sang năm 30 cũng được. Em sao? Em nghĩ là tuổi đẹp là khoảng 25. Nhưng mà bây giờ công việc của em thì nó cũng bắt đầu ổn định. Thì nếu mà hợp với nhau được á thì tiến tới hôn nhân cũng được. Người nói muốn năm sau, người nói bữa nay 23 mà muốn 25 cũng có 2 năm nữa. Bây giờ sớm hơn cũng được là vô rồi. Quý vị khán giả thấy được không quý vị? Thấy cặp đôi này hợp lý không quý vị? Nhanh nhanh bình luận đi nha quý vị nha. Tình trường của em sao nè? Dạ em thì trải qua 2 mối tình. Nhưng mà nó cũng thoáng qua chứ không phải chính thức là kéo dài lắm. Thoáng là bao lâu? Thoáng qua là có một mối tình đầu thì khoảng 5 tháng. Rồi cái mối tình gần đây thì hơn 2 tháng thôi. Sao lẹ quá vậy, chóng vánh quá vậy em? Em á thì thường là mến ngay cái nhìn đầu tiên, là em giống như là hơi mê trai chút xíu. Mê trai đẹp á, là em nhìn là có cảm tình là tăng thiện. Chóng thèm mau chán hả? Dạ kiểu như vậy á chị. Trời, thiệt luôn á hả? Em nói vậy anh này nó sợ sao em?
Nhưng mà biết đâu thì anh có gặp em thì nó lại khác phải không? Cũng phải tùy tùy đối tượng. Hai bạn mà nếu nói về kế hoạch kết hôn là thấy hợp lý rồi đó. Nhưng mà chị thấy em có vẻ hiền quá à. Hiền quá vậy? Ừ. Ừ. Tại vì cái thần thái em nói vậy. Thôi hiền hả chị? Thấy hiền quá à. Thôi đó, em cũng hiền. Rồi đi cô gái thì sao? Thấy hợp em mới quen rồi không ấy thôi chứ em quen nhiều tốn thời gian cảm giác mệt mỏi thêm chứ. Rồi vậy em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Nói chung cũng hiền vui vẻ đảm đang giống như kiểu chị Ốc Thanh Vân, dịu dàng kiểu chị Như Quỳnh, vui vui kiểu chị Diệu Nhi và cá tính kiểu Miu Lê chị. Trời ơi gom bốn người đẹp đó vô đó hả? Bốn trong một. Em nghe cái tiêu chuẩn của ảnh em thấy sao? Chỉ có nghe khúc sau thôi, đoạn đầu em không nghe rõ không? Giống Ốc Thanh Vân nè, rồi giống Diệu Nhi nè, Như Quỳnh, rồi Miu Lê hả? Đó, bốn cô đó đó, em thấy em giống cô nào chổng hay là giống hết bốn cô? Em không giống cô nào hết anh ơi. Tính tình thôi, em ngoại hình nó cũng tương đối thôi chứ chị, không mập quá, không ốm quá, không xấu quá, không nói nhiều quá là được rồi. Chứ đâu, em đâu có... Khó quá, muốn năm sau lấy vợ mà khó quá. Thôi được rồi, đó là cái quyền của người ta đúng không? Dạ. Rồi em có tiêu chuẩn của mình không? Em thì... tiêu chuẩn đầu tiên thì cũng phải dễ nhìn chút, đẹp trai thì càng tốt, cao hơn em tầm khoảng 1m7 là được, với lại là nói chuyện đàng hoàng chững chạc, mà không có quá lố lăng, với lại nói chuyện vô duyên chút xíu là em không thích, đừng có cơ bắp. Tại sao không cơ bắp? Người ta thích cơ bắp mà em lại không là có cơ em bắp. Em thích nó nhỏ nhỏ, cái tay thon thon cho nó nhỏ là nhỏ hết luôn á, nhỏ nhỏ là cái gì cũng nhỏ. Rồi ngoài cơ bắp ra còn tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn thì cái mẫu người lý tưởng của em đó là diễn viên Minh Luân. Trời ơi, sao mấy người này toàn tưởng tượng đâu không, xa quá, xuống thấp đi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè, chúng ta diễn tả bây giờ nè, cao thấp mập ốm đó, muốn cái gì à, vòng 1, vòng 2, vòng 3 đã nói là tôi kiểm tra chứ bây giờ nói giống mấy diễn viên khác không, khó quá. Có tiêu chí gì không? Trắng, da trắng một chút, dễ nhìn, trắng bờ đơ đó, ngâm ngâm cũng được hả? Ờ thấy không, đó. Điều gì em ghét nhất ở đàn ông, em không thích ở đàn ông? Em không thích là cái tính hơi nói nhiều, quá kỹ tính. Kiểu như là phụ nữ thì có nhu cầu kiểu như là chi tiêu bên cái khoản mà quần áo hay là sắm sửa này nọ thì anh thoáng thoáng chút xíu cũng được. Thoáng thoáng chút xíu không? Bạn gái thì khi sắm sửa quần áo rồi vậy đó. Phụ nữ phải làm đẹp thì đúng rồi. Phụ nữ sinh ra để làm đẹp. Đúng rồi, làm đẹp là cho mình ngắm đó, tôn trọng mình đó, đúng không? Thôi bây giờ như vậy, mọi người thấy không, nãy giờ một cái cuộc tranh luận cũng rất là sôi nổi ha. Nội đưa ra cái tiêu chí cái chọn người yêu không mà thấy nhức đầu rồi. Mọi người thấy anh này có giống diễn viên Hàn Quốc gì không? Còn cô này giống ai trong bốn người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng của showbiz mình? À mọi người hãy đưa ra bình luận của mình nha. À có hình ảnh gì không các em? Đâu đâu cho chị coi. Dạ có. Em có cho mày chị. Tôi coi coi. Cao thấp mập ốm. Trời. Rồi lựa chọn đi, cổ là ai? Em hình này là gì em... Ở đông quá vậy làm sao mà người ta lựa? Có hai hình, một hình dễ, một hình khó thì. Rồi tôi còn chưa thấy ổng đâu luôn á. Ủa em đâu? Em đứng đây nè. Cái gì? Ủa sao giống vậy chứ trời? Tại vì ổng vô cắt cái tóc hơi nhãn xịu. Trời ơi, thôi thôi, chọn đi cưng. Dạ, cảm ơn chị. Có chưa? Có rồi chị. Đâu? Để cho này. Được. Cầm đi để một lát coi đúng không? Có chứ em, sao đâm chiêu quá vậy cưng? Nhiều người quá. Bây giờ em cho người ta một cái gợi ý đi. Hình em nhiều người quá. Một cái gợi ý cho cô dễ nhận. Lấy cái hình ít người á chị. Cái hình ba người á. Mặc áo màu gì anh? Em lật qua cái hình, có cái hình này đừng lật qua bậy bậy trúng hình bạn gái của ảnh đó nha. Đây, đó hình ba người này đó, kiếm đi. Có hai chàng trai thôi. Chọn đi. Đứng ở giữa. Ở giữa phải không? Rồi để đó đi coi có phải không. Bây giờ tôi mở trái tim ra nha, coi kiểm tra coi mình đúng không nha. Quý vị ơi, hai bạn này đoán đúng hay không vậy? Quý vị có đoán đúng hay không? Đưa hình khó không mà cả nhà, nhưng mà mấy người này giỏi lắm. 1, 2, 3. Thôi nhìn người đối diện đi, nhìn chào hình anh. Chi nữa. Ồ vậy em đoán đúng rồi. Nhờ cái hình ít người này em mới đoán được. Em gửi lại cho anh. Ê, mình đã lấy điện thoại người ta là mình phải bóc mẻ người ta chứ, mình đâu có trả lại được. Tôi vô Facebook tôi coi bữa nay đăng cái gì. Có Facebook thì hình dự án nhiều. Hả? Hình dự án. Hình dự án không à hả? Đúng rồi, tao buôn bán bất động sản nè, coi cái lô này rẻ không, có cái lô nào rẻ rẻ giới thiệu chị mua một lô coi. Điện thoại hình bất động sản không à? Lấy số điện thoại đi chị. Lấy số điện thoại nha. Đất em bán ở khu nào vậy?
Quận 2, quận 9, chỗ nào cũng có hết chị. Chị đang định mua ở quận 2 đó, em giới thiệu chị lô nha. Dạ. Thành công rồi hả? Cái gì kìa, cái gì kìa? Em có món quà nhỏ tặng cho anh ạ. Ok, cảm ơn. Này có quần sắt tặng. Dạ, cảm ơn anh. Giờ muốn rút rau ảnh không? Không, những này cũng gọn gàng. Lúc nãy chị Tường nói em tưởng hơi dài hay bên này. Là không thích dâu dâu qua nón hả? Dạ. Vậy được phải không? Hay là để dài chút nữa vuốt cho nó vui. Chị đây được rồi. Được không? Giỡn hù em thôi. Vậy có cơ bắp gì không? Không, như này được. Ổn phải không? Dạ. Đúng chỉ tiêu đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt rồi. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn trò chuyện riêng tư với nhau chút xíu nha. Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn và cùng tâm sự. Mời hai bạn cùng thưởng thức món mì Ý mà chương trình đã chuẩn bị nha. Dạ. Hãy ăn nhưng mà phải tâm sự với nhau nha. Dạ. Ít phút nữa chị Tường quay lại nha. Dạ. Quý vị ơi, hỗ trợ hai bạn này tâm sự nha. Bây giờ mình vừa ăn vừa nói chuyện nha. Ok. Tôi mời anh. Lúc nãy ký với cửa ra thì anh thấy em như thế nào? Cũng ok. Ok là như thế nào chứ? Anh nghe em nói rõ không? Tại vì hôm nay em bị khan tiếng á. Anh nói nghe rõ. Rõ. Lúc nãy em chưa nghe rõ là anh quê ở đâu à? Anh với Tây Ninh. Tây Ninh. Ăn đi em. Dạ. Em là ở trên Đắk Lắk hay đâu? Em ở Gia Lai. Dạ. Nhìn mặt cũng baby quá. Đúng rồi, chị Tường nói đúng rồi, lúc nãy em cũng đoán. Xong rồi, ủa mà anh đưa cái hình đó em đâu có thấy anh trong cái hình nào đâu. Tại vì đứng cuối sau á, nó hơi quốc chị. Chiều em có phải đi dạy không? Dạ có. Cô gái chị phải đi dạy hả? Dạ chiều là đi coi thi. Bận rộn quá ha. Muốn bán đồng sản phẩm thời gian cũng thư thả mà đúng không? Em tính hôm nay nghỉ buổi sáng không, không nghỉ buổi sáng luôn vậy, nhưng mà cuối cùng phải nghỉ buổi sáng chiều. Phải nghỉ đi chứ, còn tập trung vô mà tìm tình duyên chứ. Bây giờ á, tôi sẽ cho hai bạn chơi vài trò chơi với nhau nha. Bóc một cái lá bài trong này, nó yêu cầu như thế nào thì yêu cầu đối phương làm như vậy. Bóc mấy lá gì? Em muốn bóc mấy lá, bóc hết luôn không? Đọc lớn ra cho cổ đi, cổ trả lời. Em có tin vào tình yêu sẽ đánh không? Tiếp bạn trai thế nào sẽ hạ gục em cái nhìn đầu tiên? Em tin là tình yêu sẽ đánh. Tại mấy lần đó là em kiểu như là mấy cái mối tình mà em tan vỡ, em hay tâm sự với bạn em, nó mới nói thôi thì đợi cái tình yêu sét đánh nó đó. Rồi quen rồi cưới tôi chứ. Nhưng mà em sét đánh đợt đầu thôi, cái hồi em chạy phải không? Đánh em cái thôi, sau đó em chạy đúng không? Tiếp bạn trai như thế nào sẽ hạ gục em ở cái nhìn đầu tiên? Gương mặt dễ nhìn, hơi thân thiện ngay lúc đầu thì em này, mặt này tình. Nhìn được không? Dạ được. Em đến màn lại thì em cũng có cảm tình rồi. Có đánh sẹt sẹt chúng miếng nào không? Dạ chưa. Chưa có làm mạnh lắm. Mà này có mưa chưa có sét. Bão mưa chưa có sét. Rồi bây giờ mời em. Bộ phận nào trên cơ thể người phụ nữ anh thích nhất? Dĩ nhiên là gương mặt với mái tóc rồi. Thì đập vô giao tiếp đối diện gương mặt với mái tóc nó sẽ... Đâu có dĩ nhiên, có nhiều người đâu phải vậy. Dù người ta thích cái bộ phận khác. Cái đó xa xôi quá em không nghĩ tới. Chứ mấy ví dụ như ngồi qua đây nhìn vô mặt thấy ổn không? Dùng cũng ok chị. Cũng ok. Ghét hồi nãy đòi hỏi hỏi bóc mấy câu, tôi cho bóc thêm câu nữa. Tại nãy em yêu cầu chứ bộ. Không, tại em không biết em hỏi trước. Học lớn lên. Em có thích những anh chàng mông cong ngực bự không? em thích mông cong nhưng mà ngực nhỏ nhỏ thôi. Ngực bự. Cô này cô đâu có thích cơ bắp đâu. Thích mông cong. Mông cong là sao? Em diễn tả cho chị nghe coi. Mông nó tròn tròn ấy, là kiểu như mặc quần jean hay là quần tây thì nó nhìn nó đẹp đẹp chút. Đứng lên ngoài đây bỏ qua. Đứng lên ngoài đây. Em đứng qua đây. Đi chị. Mông cong không? Vỗ mông coi. Em bị lép nè. Lép tôi mới kêu qua đây đứng. Đó, mông cong. Rồi mông đi cho tôi. Cầm không? Không. Không hả? Chết rồi giờ sao? Tại vì anh này hơi ốm. Chắc là không thể có mông được. Không thể có mông được hả? Có cải thiện được không em? Tập gym vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, ăn nhiều vô, tập gym đứng lên ngồi xuống cái mông nó to ra. Nhìn giống như lực sĩ vậy này. Không, tập cái mông thôi. Cổ không có thích cái tai bự. Không thích ngực bự, em chỉ cần tập cái mông thôi.
Không, bây giờ mỗi ngày về em bắt ảnh cứ đứng vậy hoài cho chị. Đó, ảnh về anh cứ đứng vậy nè, anh cứ đứng hoài vậy chị. Một ngày anh đứng tiếng hồ riết là cái mông ảnh nó cong ra hà. Em sẽ về đi tập mông. Tập đâu nên á. Đứng làm thử cái không, không em đó tập gym thôi, tập có được vậy. Tôi không có kêu tập tay, tôi kêu tập mông thôi. Không, nhưng mà vô phòng gym sẽ có huấn luyện viên. Bây giờ tôi làm huấn luyện viên nè, đứng lên. Ồ, đứng lên. Khó quá chị, mới em bắt tập. Bây giờ tập cái động tác quay cái mông lại nè. Đó, đứng lên rồi đó. Dù phải dẫn cái mông ra đằng sau. Ok vậy. Cái mông dẫn ra đằng sau. Thẳng cái lưng lên. Đó, tập coi. Được không em? Có tiềm năng không cưng? Chắc là hơi lâu nó mới to được. Thôi khó quá, bỏ qua đi bé ơi. Thôi được rồi, thôi nhức đầu quá, dẹp vụ này đi. Chị hỏi thêm một vài câu nữa nha, cho tụi em thêm một vài cái cơ hội nữa. À, quan điểm của em trong tình yêu hôn nhân là gì? Tình yêu thì nói chung bạn nữ phải chân thành thì quan trọng nhất. Em có ngại làm dâu không? Dạ không, nếu mà làm dâu thì ở tới nhà anh luôn à. Đúng rồi, được không? Dạ được. Xuống có đi làm ở nhà, có cái chuyện có con cái, tại có vì mẹ chồng nhà em gì? Cũng ít người cho nên là em cũng thích là kiểu như cứ gần bố mẹ thì thích ạ. À. Em nghĩ trong gia đình kinh tế ai sẽ là người quản lý? Em quản lý tiền không có tốt thì kỳ vậy, ra đường em vung xài tiền nhiều, gần để em giữ tiền không tốt. Đưa vợ quản lý ha. Em muốn sanh mấy đứa con? Em hai đứa là được rồi. Nhưng mà cô giáo này nuôi dạy trẻ tốt lắm, yên tâm ha. Trước khi đến thời khắc quan trọng nhất thì chị Tường cũng muốn hai bạn hãy chia sẻ thật cái cảm xúc của mình khi mà cánh cửa trái tim này mở ra. Em cảm nhận như thế nào về cô gái này? Giống như cái ấy của yêu cầu của em với bạn nữ hiền thật thà thì em nói chung bạn thì thấy bạn làm giáo viên là bạn đã tốt rồi. Sự bây giờ trong lòng em có cảm xúc gì không, có sự rung động nào chưa? Rung động với tình yêu nó cũng phải nhiều bối cảnh cảm xúc lắm, nhưng mà nói chung bạn thì nếu tìm hiểu thì sẽ ok. Còn em? Em thì nói chung là em nghĩ lâu nay là cái mẫu người thì anh ấy nhìn thì cũng khá là được, thì em cũng có cái thiện cảm ngay ban đầu, thì hy vọng là sẽ tìm hiểu rồi ấy. Em có thích ca hát không? Em cũng có thích mà hát nó không có hay lắm. Thích anh hát tặng cho em tỏ tình với em? Dạ được. Em hát hả chị? Giờ em không biết hát bài gì hết, nhưng mà để từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên dừng lại, cuộc đời này dày thét bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu buồn vui. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Nên hát tôi biết cái gì? Câu đó là chốt rồi. Từ lúc anh quen biết em là cả thế giới không ai bằng em. Được rồi, thưa quý vị, mọi người dự đoán như thế nào ạ? Mọi người dự đoán như thế nào? Còn Tường thì cảm thấy hai bạn này cũng rất là phù hợp với nhau. À, hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi ạ. Cái nút bấm này á, nó rất là có cái giá trị ý nghĩa, nó rất là quan trọng. Bấm nút là có nhiều người đã kết hôn mà tiến tới hôn nhân và sinh con đẻ cái. Không phải bấm chỉ để gặp gỡ, đi chơi, ăn uống một ly cà phê, không phải vậy nha. Bấm nút khi chúng ta thật sự có rung động. Tình yêu không có nói chắc chắn được, nhưng ít nhất chúng ta phải cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta trong cái thời khắc này. Mình bấm nút, nhất là con gái nha, bấm nút là trao cái duyên cho người khác nha quý vị nha. Xin mời quý vị hãy đưa ra cái quyết định của mình trong cái giây phút quan trọng này. Bây giờ mời hai bạn nhắm mắt lại. Sau khi Tường đếm từ 1 tới 3, các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Đồng ý hẹn hò bấm nút thật mạnh và giữ nguyên. Nếu không đồng ý, chúng ta hãy lấy tay ra khỏi nút bấm. Ở dưới thì khán giả đang kêu các bạn là bấm đi, đẹp đôi đó. Nhưng quyền quyết định là ở hai bạn nha. 1, 2, 3. Ôi, bấm rồi. Như vậy là phần đông ngày hôm nay khán giả đều dự đoán đúng, vì đây là một cặp đôi rất là đẹp. Và bây giờ thì Tường cảm thấy rất là vui vì đã làm tròn cái trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Mời hai bạn về một phía, về một nhà, về đo mông. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. À, em hôn lên mái tóc rồi chị. Không hôn đâu, em hôn. Hôn sao có vẻ nhón nhón vậy? Con trai này cao mà. Đẹp rồi, rất là xứng đôi. Cô giáo nè, được rồi đó nha. Cố gắng nha. Hai bạn hiền lành giống nhau. Có cũng gương mặt cũng có nét phu thê nè, cái mũi rất là giống giống nè, cái miệng cũng giống giống nữa. Có tin vui gì báo cho Tường biết nha. Dạ, có gì em alo chị. Alo ha, năm sau nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy là cặp đôi này đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi ạ. Tường xin tặng cho hai bạn, đây là một cái voucher 2 set cơm bò cay Hàn Quốc và đồ uống dành cho cặp đôi hẹn ăn trưa. Mời các bạn sẽ đến với nhà hàng Mr. Stick để thưởng thức món ăn tại đây.
Bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt quý vị nhé. À, đói bụng rồi, bây giờ phải đi ăn thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 10 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của MTV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc, 12 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên FPT